Thanh chào các em. Hôm nay tiếp tục khảo sát cổng điện Xuân Chiều, dạng 6, cổng hướng điện. Điều kiện để có cổng hướng điện là ta thay đổi C, điện dung, hoặc là L, hệ số trực cảm, hoặc là F, là tần số, thì sao cho cái cảm kháng bằng dung kháng. Cảm kháng bằng L nhân omega, dung kháng bằng 1 chia C nhân omega, chuyển hết về một vế. Hay ta có là LC omega bình là bằng 1, hay là omega bằng 1 chia cho căn của LC. Nhìn trên vẽ ta có đây là ZL bằng ZC, thành ra là hiệu ứng thế giữa cái cảm kháng và dung kháng nó bằng 0. Và ta có là Z nó bằng là căn của L bình cộng cho ZL trừ C tất cả bình. Mà ZL bằng ZC là thì tổng trở của động mạch lúc này đây là min, Z min thì sẽ bằng là R. Rồi ta có cường độ dòng điện Y thì ta bằng U chia cho Z. Mà ZL bằng ZC rồi thì lúc đó là Y nó sẽ là mát, nó bằng là U chia R. Tại vì lúc này đây là mẫu số nó là cực tiểu, tử nó là hằng số, thì Y nó sẽ là Y mát. Và tan phi của nó nó sẽ bằng 0, tại vì Z là chữ C là bằng nhau mà bằng 0. Và trường hợp này là U sẽ nó cùng pha với Y, hay là U hiệu thái đồng mạch nó cùng pha với là hiệu thái hai đầu điện trở, và đương nhiên là nó sẽ vuông pha với là UN là và UC. Thì Z là bằng C thì dẫn đến là UN là bằng UC, hiệu thái hai đầu điện trở cực đại nó sẽ là bằng hiệu thái hai đồng mạch. Rồi. Và về công suất thì ta có là B mát nó sẽ bằng R nhân Y bình phương mát, mà Y là bằng là U chia R. Thế vào đây và rút gọn cái R đi, ta có là B mát bằng U bình chia cho R. Và tốt phi hãy rút công suất đó nó sẽ là bằng 1. Rồi sau đây là ta làm những bài tập điển hình. Bài 1 cho mạch điện gồm có điện trở thuần R bằng 50 ohm, cũng thuần cảm L và tụ điện C thay đổi được nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp C chiều U bằng 200 cốt trăm IT cộng B chia 2V. Khi C nó bằng C0 thì công suất trong mạch nó đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ hiệu dụng Y qua mạch và cái điện áp giữa hai đầu điện trở E là nó bằng bao nhiêu, thì ta biết rằng là khi C bằng C0 thì công suất mà nó đạt cái cực đại, tức là đó là B mát, thì lúc đó là mạch nó sẽ xảy ra là hiện tượng là cộng hướng điện. Thì lúc này ta có Y mát là nó bằng là U chia cho E là U hiệu dụng. Rồi ta lấy giá trị vào, ta thấy vào đây ta tìm được giá trị đó là 2 căn 2 ampe, hay hiệu thế hai đầu điện trở sẽ bằng là hiệu thế hiệu dụng hai đầu mạch, thì nó bằng là 100 căn 2 volt. Bài 2, mạch điện gồm có điện trở thuần và cổ thuần cảm, có độ từ cảm thay đổi và tụ điện C nối tiếp. Biết E là bằng 100 ohm, C bằng 10 mũ trừ 4 chia B farad. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là UAB bằng 200 cốt trăm IT. Tìm L để công suất tiêu thụ của mạch đạt cái trị cực đại và tính giá trị công suất này. Thay đổi L để sao cho công suất cực đại thì mạch nó sẽ ra
hiện tượng cộng hướng điện. Thì lúc đó ta có là L sẽ bằng là 1 mà chia cho omega bình nhân cho C để cho C rồi. Và omega nó là bằng 100 pi. À, thế vào ta tìm được là L bằng 1 chia pi Henry. Rồi công suất của nó cực đại nó sẽ bằng là mô bình chia cho R. Rồi thế giá trị vào tức là 200 chia căn 2 bình phương lên rồi chia cho R ta được đây là 200W. Bài 3, đặt điện áp sẽ chiều U 100 căn 2 cốt 200 BT volt vào hai đầu đồng mạch RL nối tiếp cho R bằng 100 ohm, C bằng 63,7 microfarad. Biết điện áp hai đầu mạch vuông pha với điện áp hai đầu tụ C và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch chứa RL là bằng bao nhiêu. Người ta thấy rằng là đề ta cho là điện áp hai đầu mạch mà vuông pha với điện áp hai đầu tụ, thì có nghĩa là điện áp hai đầu mạch nó cùng pha so với I hay là cùng pha so với R, tức lúc đó là mạch cộng hưởng. Thì ta có là dựa vào đề ta có omega là bằng 200 pi thì ra dây ở từ đây suy ra đây là ZC. Rồi do mạch cộng hưởng thì ta có là ZL bằng ZC bằng đây là 100 ohm. Và lúc này cường điện điện là Imax nó bằng là U chia cho R. U hiệu dụng đó là 100 chia R là 100. Chúng ta được đây là 1A. Rồi bây giờ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch RL thì ta có là Imax nó bằng là Imax nhân cho căn của R bình cộng với R bình. Ta biết R rồi, ta biết ZL rồi, thế trị vào họ thay đổi được đây là 100 căn 2V. Bài 4, đặt điện áp sẽ chiều U 120 căn 2 cos 100 BT cộng pi chia 3V vào hai đầu đồng mạch đó, gồm một cuộn dây thuận cảm L, một điện trở R và một tụ điện có điện dung C bằng là 10 mũ trừ 3 chia 2 pi ra mắc nối tiếp. Phải biết là UL bằng UC bằng 0,5 UR. Công suất tiêu thụ trong đồng mạch là bằng bao nhiêu. Ở đây ta cho là UL là bằng UC. Mạch nó sẽ xảy ra là cộng hưởng. Ta biết omega là 100 pi. Biết điện dung. Ta suy ra là ZC. Biết ZC xong. Từ đây ta suy ra là R. Tỷ lệ về hiệu ứng thế cũng là tỷ lệ về điện trở. Đây, ta có đây ZC bằng đây là 20 ohm. Mạch cộng hưởng ấy thì UL là bằng UC, ZL bằng ZC. Rồi, ta có cái công suất tiêu thụ của nó là Bmax là bằng là U bình phương chia cho R. Từ cái UC là bằng 0,5 UR dẫn đến là ZC bằng 0,5 R. Suy ra R bằng là 2 lần ZC. ZC bằng 20, ở đây là 40 ohm. Rồi, ta thế vào đây, tìm R, thế vào Bmax đây. Thì ta tìm được là giá trị của nó là 360W. Bài 5, cho mạch điện gồm cái điện trở thuần R bằng 30 ohm, cuộn thuần cảm L bằng 0,4 Henry, ở tụ điện C có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp với nhau, đặt theo chiều U và 120 cos 100 BT cộng pi chia 2 volt. Khi C bằng C0 thì công suất ở trong mạch đó, nó đạt giá trị cực đại. Ta viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm L. Đề ta cho là hệ số thực cảm là 0,4. Người ta cho đây là omega bằng 100. Người ta tìm được là ZL. Rồi sau đó là C mà bằng C0 á, thì công suất đạt cực đại á. Thì cái lúc này đây người ta có là mạch cộng hưởng
thì ZL bằng ZC. Và từ đó là ta tìm ra được cái biểu thức của nó. Thế là ta tìm Y. Y0 á. Biên độ của Y nó bằng là U0 chia cho R thì do mạch cộng hưởng. Thì hiệu lượng thế hai đầu mạch cũng chính là hiệu lượng thế hai đầu điện trở. Ta tìm được Y0 thế giá trị vào. Ta tìm được đây là 4 b tức là biên độ. Ta tìm là U0L thì là bằng Y0 nhân ZL. ZL nãy nó rồi, đây là 0,4 nhân 100 là 40. Nhân cho Y0 là 4, thành ra được là 160V. Thì do mạch nó cộng hướng điện á, thì đường áp tức thời giữa hai đầu quận cảm á, nó sẽ lan pha hơn so với hai đầu mạch một góc là BG2. Vậy ta tìm được đây là biểu thức đường áp giữa hai đầu quận cảm ON là nó bằng 160 cốt 100 t cộng BG2 có sẵn có đó. Số pha hơn ta cộng thêm BG2 nữa, thu gọn này lại ta tìm được là B. Vậy nó bằng là 160 cốt 100 t cộng cho B vôn. Bài 6, đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch ALC nối tiếp rồi có tần số F là thay đổi. Khi F bằng F1 á thì cảm kháng nó gấp 2 lần dung kháng. Khi F bằng F2 á thì mạch nó sẽ ra là hiện tượng cộng hưởng. Ta tìm biểu thức liên hệ giữa F1 và F2. Khi tần số F bằng F1 á theo đề ta có là ZL1 bằng 2 lần ZC1. L1 nhân omega nó bằng đây là 2 lần nhân 1 chia cho C omega 1. Ta đổi ra tần số, ta chuyển vế qua bằng là NC nhân 2B F1 tất cả bình là bằng 2. Rồi khi F bằng F2 mạch sẽ ra hiện tượng cộng hưởng thì ta có ZL2 bằng ZC2. Rồi chuyển vế qua thì ta có là LC nhân cho 2B F2 tất cả bình là bằng 1. Rồi từ 1 và 2 này ta lập tỷ lệ lên. Ta có là F1 bình trên cho F2 bình thì nó bằng 2. Vậy là F1 trên F2 sẽ bằng là căn 2. Bài 7, đặt cái điện áp xoay chiều U bằng U0 cos omega T vào hai đầu đoạn mạch RL nối tiếp. Với tủ nó có điện dung C thay đổi được thì điện áp hiệu dụng lần lượt giữa hai đầu điện trở R, L và C lần lượt là 10V, 30V và 40V. Khi ta thay đổi cái điện dung C đến giá trị là C0 thì trong mạch nó xảy ra là hiện tượng cộng hưởng điện. Lúc này là điện áp hiệu dụng của hai đầu tụ C nó bằng bao nhiêu? Trong hợp ứng với là C bằng C0. Thì dựa vào cái giá trị ban đầu người ta cho là hiệu ứng thế hai đầu điện trở, hai đầu cộng cảm và điện dung. Ta tìm được đây là hiệu thế hữu dụng giữa hai đầu mạch nó bằng đây là 10 căn 2V. Đây là hiệu thế là không thay đổi. Khi C bằng C0 nó sẽ ra hiện tượng cộng hưởng điện á, thì ta có là UL0 thì bằng UC0. Và hiệu ứng thế hai đầu điện trở nó bằng là hiệu ứng thế hai đầu mạch, hiệu dụng hai đầu mạch thì nó bằng đây là 10 căn 2V. Tôi cho đây là phương trình 1. Rồi bây giờ ta có là dựa vào ban đầu rồi ta lập tỷ lệ giữa cái UNL đó nè và cái UR thì nó cùng cường độ dòng điện, tức là bằng Y nhân ZL. Cái này là bằng Y nhân R, rút gọn đi ta có là ZL trên ZR 30 chia 10 là bằng 3. Thì cái tỷ lệ này nó không thay đổi. Khi mạch cộng hướng điện, cái cường độ điện nó là Y phẩy, đó là
thì ta nhân y phẩy nhân với l nhân y phẩy cho r thì nó chính là bằng là ul không trên cho ul không bằng vẫn bằng 3. Hay nói cách khác là ta có là ul không rồi nó bằng 3 lần ul không. Mà bây giờ là hiệu thế hai đầu trở chính là hiệu thế hữu dụng của hai đầu mạch là 10 căn 2 nhân cho 3 là 30 căn 2 V. Thì ta biết rằng là cộng hưởng thì UL là bằng UC0, UL là không bằng UC0, tức là bằng ngoài là 30 căn 2 V. Bài 8, đặt điện áp xoay chiều có giá trị hữu dụng không đổi vào hai đầu đồng mạch RNC mắc nối tiếp. Tần số F là thay đổi được khi F bằng F1 bằng 60 Hz thì đo được điện áp hữu dụng giữa hai đầu RLC nó lần lượt là 10V, 10V rồi 40V. Và khi F nó bằng F0 á thì mạch nó cộng hưởng. Và cái giá trị F0 á nó bằng bao nhiêu? Thì ta có khi F bằng F1 đó là hiệu điện thế hai đầu cũng cảm. Ta lập trên cho hai đầu tụ ứng với là F bằng F1 đó. Thì ta biết rằng là nó cũng bằng là tỷ lệ giữa cái cảm kháng và cái dung kháng. Rồi mà theo giá trị đề cho một 10V với là 40V, đây là 1/4. Nó bằng cái này, tức là ta chuyển lên trên, nó bằng là LC rồi nhân cho 2B F1 bình bằng đây là 1/4. Tôi cho đây là phương định 1. Rồi khi F bằng F0 mà cộng hưởng thì có nghĩa là ZL0 sẽ bằng ZC0. Rồi ta chuyển về một phế, rồi ta có là LC nhân cho 2B F0 tất cả bình là bằng 1. Rồi từ 1 và 2 này người ta lập tỷ lệ lên, tức là có F1 bình trên F0 bình bằng 1/4. Vậy thì F1 trên F0 thì rút căn ra bằng lên là 1/2. Hay nói cách khác là F0 nó bằng là 2 lần F1. Mà F1 ta cho là 60 rồi, rồi nhân 2 lên, vậy F0 là bằng 120 Hz. Bài 9, đặt vào đầu mạch điện RLC nối tiếp mẫu điện áp xoay chiều có giá trị hữu dụng là không đổi thì điện áp hữu dụng trên các phần tử RL và C đều bằng nhau và bằng 10. Khi tụ điện mà nối tắt thì điện áp hữu dụng trên cụm cảm L nó bằng bao nhiêu? Người ta cho đây là giá trị hữu dụng không đổi mà các cái điện áp hiệu dụng trên cái phần tử RLC bằng nhau. Ồ, có nghĩa là đây là mạch cộng hưởng và cái giá trị của nó là bằng 10V. Thì lúc đó là ta biết rằng là U hiệu dụng hai đầu mạch nó sẽ bằng là hiệu thế hai đầu điện trở. Vậy ta có cái này, đây giả thuyết cho mà cộng hưởng thì ta có là U hữu dụng hai đầu mạch nó sẽ bằng U hữu dụng hai đầu điện trở, nó bằng đây là 10V. Và khi tụ điện mà nối tắt thì mạch chỉ gồm có là điện trở và cũng thuận cảm. Tại do U này là không đổi, thành ra ta có là U bình nó sẽ bằng là U phẩy R bình cộng cho U phẩy L bình bằng 10V. Thì lúc đó giá trị của nó sẽ là y phẩy. Người ta biết rằng là do hiệu thế bằng nhau thì tỷ lệ giữa cái điện trở và cảm kháng thì nó sẽ là bằng 1. Tức là UR trên UL sẽ bằng là R sẽ bằng Z là bằng 1. Vậy trong trường hợp đây là nếu là y phẩy thì ta có y phẩy nhân cho R rồi y phẩy nhân cho L cũng chính là đây là U phẩy R trên cho U phẩy L cơ bản là bằng 1.
Thì từ cái phương trình 1 và phương trình 2 này nè, ta thấy giá trị vào. Do cái đây là U phải R, trên hay nó bằng là U phải L. Thế vào đây, ta tìm được ra là U phải L, nó bằng đây là 10 căn 2V. Cái này là U phải L. Bài 10 cho động mạch xoay chiều gồm có điện trở E đó, là một tụ điện có điện dung C biến đổi được và một cuộn dây nó chỉ có hệ số thực cảm L mắc nối tiếp với nhau. Rồi điện áp tức thời giữa hai đầu động mạch đó, là UAB nó bằng là U căn 2 cos 100 BT. Ban đầu đó, độ lệch pha giữa UAB và Y là phi, thì công suất nó bây giờ tiêu thụ trong mạch đó, nó là 100W. Khi thay đổi cái tụ C để UAB mà cùng pha với UER thì mạch đó, tiêu thụ công suất đó, nó là 400W. Ta hỏi là giá trị phi nó có độ lớn là bao nhiêu. Thì ban đầu độ lệch pha giữa UAB và Y nó là phi thì B nó sẽ bằng là U bình chia cho R nhân cho cos bình phi. Để cho đây là 100, cho đây là phương trình 1. Khi mà UAB cùng pha với LUER là mạch cộng hưởng thì công suất nó sẽ cực đại, Bmax nó bằng là U bình chia cho R. Để cho giá trị là 400, cho đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 này người ta lập tỷ lệ lên, tức là lấy 1 chia cho 2, người ta được là cos bình phi nó bằng 1 là 1 phần 4. Cos phi không sẽ bằng đây là 1 phần 2, tức là cộng trừ 1 phần 2 á. Từ đây suy ra được là phi nó sẽ bằng là tức là cái cộng trừ 60 độ. Đây dùng giá trị tương đối của nó là phi bằng 60 độ. Bài 11 cho mạch điện xoay chiều MN gồm có điện trở R, tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có điện trở hoạt động là R nhỏ bằng 10 ohm, độ tự cảm L nó bằng là 1 chia 10 bi Henry và một MV kế có điện trở LA gần bằng 0 mắc nối tiếp, tức là nó cho dòng điện đi qua. Đặt vào hai đầu động mạch bộ điện áp dao động điều hòa có giá trị hữu dụng của nó U bằng 50V, tần số là 50 Hz. Rồi khi điện dung của tụ điện nó có giá trị là C1, số chỉ của ampere kế là cực đại và bằng đây là 1 ampere, tức là Y hữu dụng của nó, tức là Ymax của nó là bằng 1 ampere. Tính giá trị của R và C1, người ta có cái giãn đồ này kiểu thứ hai là mạch, tức là MN thì gồm cái điện trở R ở đây, người ta có đây là R lớn. Kế tiếp nữa là đây là điện trở của cuộn cảm thì trong động R nhỏ cảm kháng ở đây là dung kháng. Cứ thay đổi cái C này nè đến giá trị ở C1, cái này là giá C1 thì cái âm cái trực lại nó là mạch cộng hưởng. Ta có thế này thì biết rằng là lúc mà mạch cộng hưởng á thì nó có là hiệu trường thế hai đầu mạch là UMN, nó sẽ bằng tổng của UR lớn cộng UR nhỏ, hay nó khác là Z, nó sẽ bằng là R lớn cộng cho R nhỏ. Và đây ta có cái này. Rồi cái C1 thì lúc cộng hưởng thì C1 nó sẽ bằng đây là 1 trên cho omega bình nhân cho L, để cho L rồi cho F rồi. Rồi thấy giá trị vào, ta tìm được là C1 bằng 10 mũ trừ 3 chia pi pha ra. Lúc này ta có như trình bày là tổng trở của động mạch là min.
nó sẽ bằng là e là lớn cộng là nhỏ, nó sẽ bằng là u chia cho y. U tôi cho rồi 50, y bằng 1, y là bằng 50 ohm. Rồi e là lớn cộng e là nhỏ bằng 50 ohm. Vậy suy ra e là lớn bằng 50 trừ cho e là nhỏ là 10, nên bằng đây là 40 ohm. Bài 12, cho động mạch xoay chiều AB gồm có hai động mạch AM và MB mắc nối tiếp. Động mạch AM chỉ chứa là e là lớn bằng 20 ohm. Động mạch MB gồm cái cuộn dây nối tiếp với tụ điện, có điện dùng C thay đổi được. Điện áp hai đầu động mạch UAB bằng 120 căn 2 cos 100 BT volt. Khi C nó bằng C0 thì cường độ hiệu dụng cực đại và bằng 4 A. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B đạt giá trị là bằng bao nhiêu? Khi C bằng C0 mà cường độ cực đại với giá trị là 4 A, vậy là mạch cộng hưởng. Rồi người ta có cái hình vẽ thế này. Đây là ta vẽ dán đồ cái nền mắc nối tiếp. Đây là đầu mạch điện là A. Điện trở lớn là R. Kế tiếp là điện trở như R nhỏ của cuộn dây. Ta có đây là cảm kháng. Và đây là dung kháng. Này ấn cái UC này bằng C0. Thì lúc này đây là hiệu dụng thì mặt cực đại có nghĩa là ZL bằng ZC1 này. Thì lúc này đây là ta có là hiệu điện thế hai đầu động mạch cũng chính là hiệu thế của tổng điện trở E là lớn và E là nhỏ. Rồi bây giờ ta có y mát thì bằng là u chia e là bộ. E là bộ đây chính là e là lớn cộng e là nhỏ. Suy ra là e là bộ thì bằng u chia cho y mát. U hiệu dụng của nó đây là 120, y hiệu dụng nó là 4. Ta tìm được đây là 30 ohm mà e là bộ 30 ohm thôi, vậy thì suy ra là e là nhỏ nó sẽ bằng là 10 ohm, tức là điện trở trên cái cuộn dây. Giờ ta hỏi là điện áp hiệu dụng với 2B đạt giá trị bao nhiêu? MB tức là gồm đây là cuộn cảm với tụ C, thì do mạch cộng hưởng thì nên ta có đây là ZL bằng ZC rồi. Đó là thì tổng trở cái động mạch MB này thì nó chính là E là nhỏ. Nó chân cổ chính là E là nhỏ. Vậy thì U hiệu dụng AMB sẽ bằng I mát nhân cho E là nhỏ. I mát đây có là 4 A nè, E là nhỏ mới tìm được cho nên là 10 ohm. Tôi nhân vào đây sẽ bằng đây là 40 V. Trong video kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát trong điện phía chiều giảng 7 bài toán cực trị. Mời các em nhớ đón xem. Thân chào các em. Yeah.